xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Cũng như quen thuộc, chúng ta gặp gỡ nhau đã là 19:15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người nghệ sĩ sẽ tiếp tục đồng hành trên sân khấu trải qua 3 vòng thi đấu. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chào đón hội thời trang hơn, fashion hơn. Xu hướng mặc đồ của họ rất xuân hè thu đông. Chúng ta hãy cùng chào đón đội đầu tiên. Mời quý vị. Ủa, tụi nó bị gì hả? Chỉnh chê vàng ngọc. Ủa, nhìn bên đây em chỉnh quá trời. Ủa, ý kiến là sao? Ý kiến của Cường là sao? Cũng không thấy hả? Tại em thấy bên kia fashion quá, tưởng anh giới thiệu bên kia. Anh nhìn qua bên đây em chỉnh quá trời chỉnh. Chỉnh quá trời luôn. Anh đi qua bên đó luôn. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu từng thành viên trong đội đi ạ. Xin mời bạn Thanh. Chào mọi người, mình là Lách Thanh. Hiện tại công việc hiện tại là diễn viên. Thì có một số bộ phim gần đây nhất là phim Chị Chị Em và phim Thưa Mẹ Con Đi. Thì hy vọng mọi người đã xem và ủng hộ cho chương trình. Thường thì đạo diễn thường hay nhắm Lãnh Thanh vô những cái vai như thế nào? Đạo diễn thường lựa chọn vào một số vai lạnh lùng bên ngoài, rồi thật ra thì bên trong mang một cái trái tim rất là ấm áp và yêu thương gia đình. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái thứ hai, em gái của chị Minh Hiếu. Dạ, dạ, xin chào mọi người, em tên là Minh Anh, em gái của chị Minh Hiếu. Em cao 1m65. Nhà có mấy miếng đất? Dạ em chỉ có sơ sơ khoảng chừng mười mấy miếng đất thôi. Trời ơi, dạ. Dữ vậy em. Dạ. Rồi, mà hôm nay đáng lẽ là em đi ký hợp đồng đất nè, nhưng mà tại vì chương trình mời em phải bỏ. Hiểu. Dạ. Em ơi, chồng con gì chưa? Dạ chưa, trời ơi, mới có 20 tuổi mà chồng con gì. Trời ơi, 20 tuổi. Ai đó để nó đi lạc vậy? Về với gia đình nha Cưng. Dạ. Rồi, thành viên thứ ba mời em. Nam Cường rất là vui khi quay trở lại cùng với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và hôm nay được tham gia cùng với Quỳnh Anh cũng như là Lãnh Thanh. Cường nó thi chương trình nào nó cũng vậy, nó có một câu duy nhất à. Biểu lộ cảm xúc của mình rất vui, bây giờ khác lần mấy lần trước coi. Dạ, dạ vui nè. Vui chưa? Vui. Chưa rồi hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt tên cho đội tên là gì đây? Lãnh Cung. Lãnh Cung của bạn nghe kiểu cũng đấu quá kìa. Thôi cứ đi. Chào đón quý vị đã cùng đến với đội Lãnh Cung. Ủa là tiền luôn hả? Tiền luôn hả? Đặt luôn mà. Trời ơi. Nói gì nhẹ nhàng. Vô. Rồi bây giờ nè. Quá trời ơi quý vị, cái đội mà ít nói mà cái khí chất, cái quý tộc, cái rồi chính con người của mình nè. Rồi giới thiệu về đội đi nào. Tico chắc đội trưởng đúng không em? Em hả? Không, Ngọc phải đội trưởng chứ anh nhỉ? Anh nói cái gì vậy? Ai đẹp nhất làm đội trưởng chứ hả? Tài đẹp nhất, Tài làm đội trưởng nha. Đây mời Tài. Thôi em là đội trưởng. Xin chào quý vị khán giả và các anh chị nghệ sĩ cùng chơi, em là Cao Xuân Tài. Và đây là team của em. Mình giới thiệu thêm, ví dụ như em là Nam Vương, rồi em làm gì nữa? Em là Cao Xuân Tài, em là Nam Vương Thế Giới năm 2018. Ghê chưa? Mình ngoài vai trò là một Nam Vương người mẫu ảnh, mình còn làm gì nữa không? Hiện tại thì em đang đóng phim, đang đóng có phim. Một cái dự án điện ảnh. Đạo diễn thích đưa mình vô những cái vai gì? Dạ, hành động anh. Hiện tại là vai em đảm nhận là hành động. Đánh võ được? Dạ. Ra làm dài đường đi. Ra đánh anh Khang dài đường đi anh. Ra đánh dài đường đi. Phải đánh mấy người dễ sợ thì để sau đi, mặc đồ này nóng lắm. Và bây giờ thưa quý vị cùng đến với bà mẹ. Ủa anh nói như chửi em nha. Bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa đúng không em? Dạ đúng rồi, em mới vừa lên chức bà mẹ bỉm sữa. Em bây giờ em đang làm công việc gì là chính? Dạ em làm diễn viên tự do, không có bị ai gò bó hết. Em thường được đạo diễn giao những cái vai gì? Dạ thường thì đạo diễn sẽ giao cho em đạo chính, đạo thương, những cái vai khóc lóc, những cái vai gọi là có đạo diễn đi đá. Vậy là em là đối thủ của Quỳnh Anh không hả? Chỉ đóng đạo đẹp anh, chị Quỳnh Anh chỉ đóng đạo đẹp em nghe. Em kể nè, em là đạo chính, đạo thương, đạo bị thương, tổn thương. Rồi khi là bị gọi là những cái cú sốc tinh thần, sang chấn tâm lý rồi đó. Em nhìn vô cái camera. Dạ. Em diễn tả cho anh một ánh mắt của đạo thương, đào bị thương, đào tổn thương vô cho mọi người. Dạ, xem thử một ánh mắt thôi, ba đào luôn. Em diễn ba đào cho anh coi. Ok. Ok, đào thương gì kỳ dữ vậy. Cảm ơn em. Dạ, tuyệt vời. Cái anh đạo diễn nhớ coi lại nha, cái gì là đạo diễn dạ không á. Bây giờ mời em nè, Tico nè. Ngoài vai trò là diễn viên em còn làm gì nữa? Em cũng có thử sức một tí xíu về MC. Dạo này thì em rất là bị ghiền cái bộ môn là tập gym. Tại vì em sau khi mà nói chuyện với anh Tài xong, với những người có động lực thật sự, em có động lực và em quyết tâm thì em giảm được 7kg. Wow. Hôm bữa Tết là em 83, hôm nay em còn 76. Và em quyết tâm còn 70kg. Wow, tuyệt vời. Nếu như mà đội bên kia đặt tên Lãnh Cung thì đội mình tên là gì?
Chị Ngọc lãnh tiền không? Mình tên lãnh. Mình tên lãnh. Thấy được, anh thấy được. Được không? Đúng đúng đúng. Vô 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 lãnh tiền. Rồi ra. Ấy chính ra nghe nó xôi thịt lắm. Bây giờ mình đặt một cái tên gì đó nó nhu mì hơn một chút. Vậy thôi mình lãnh thưởng không anh? Lãnh thưởng đi nha. Và thưa quý vị, đội lãnh cung và đội lãnh thưởng chào đón quý vị cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Hey, 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 hey. Và đã xuất hiện một nhóm người đã có mặt ở đây trong chương trình Bản lĩnh ngôi sao để tranh chức ban chủ. Và thưa quý vị, đây chính là bảo vật đã được thất truyền, nhưng để có thể làm ban chủ, các anh chị và các bạn phải trải qua thử thách của chúng tôi. Đây chính là viên tiên đơn được tu luyện ngàn năm. Nhiệm vụ của các anh chị là đặt viên tiên đơn này lên, xong sử dụng bảo đao đồ long đập cái dĩa này cho nó văng lên, đưa miệng ra đớp viên tiên đơn. Trong thời gian quy định của ban tổ chức, ai luyện được nhiều viên tiên đơn nhất sẽ giành được 20 điểm và trở thành môn đệ chân truyền của phái này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng cử hai người đầu tiên bước ra thi tài. Để em đi trước coi. Hay, học võ nha, học võ nha quý vị. Cao xương tài có học võ, xin mời tài. Dạ. Người tiếp theo, ôi cường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của cả hai bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Bớt sức đàn ông lên tài ơi. Luôn. Chạy lại. Khó hả? Nhưng mà anh phải lùi lại á tài, anh đừng có đứng yên vậy. Bém rồi. Vậy khó thiệt luôn á. Bể dẻ nữa, bể dẻ nữa. Bể dẻ đây, dẻ khác. Dẻ khác. Tiếp. Nhanh lên, cố lên một cái nữa thôi, Cường ơi. Gắn lên Tài ơi. 2, 1, hết giờ. Bể dẻ đâu, bể dẻ. Trời ơi, nó vô ngay đây nè. Vô cái răng rồi. Và như vậy sẽ được chúc mừng đội lãnh thưởng có được 20 điểm đầu tiên. Yeah. Mời thành viên nữ ra đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Mạnh một chút là được á cậu. Mạnh lên Quỳnh Anh, mạnh lên. Mạnh lên. Ủa? Mạnh lên. Đập mạnh lên. Ủa lên. Bây giờ lấy ngay cỡ luôn. Em quên cảnh gì luôn. Oh, hay quá. Xế có được rồi. Không tính hả? Trời ơi, tức quá. Rồi, cố lên nào. Tức quá, tức thiệt, tức thiệt. Ủa, nó vô rồi nè. Chưa, nhanh lên. Ủa, người già của Ngọc. Hay quá. Trời ơi, xích nữa được rồi. Đúng rồi. Mạnh lên, một cái mạnh nào. Rắc. Sáu, năm, hết giờ. Chúng tôi rất tiếc khi hai đội không có được điểm. Mời hai thành viên cuối cùng bước ra đây. Ở đây, hai tráng sĩ đang có mặt trên sân khấu của chúng ta. Liệu ai sẽ là người được chân truyền môn võ học đã có bổng pháp này đây? Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá Thành ơi, còn bé luôn rồi. Ăn nè. Hay quá Tico ơi, giống vậy luôn nha Tico. Đây. Đó. Hay quá Tico ơi. Ơ à, trời ơi, cái mũi cao quá làm chi vậy trời. Làm cái mũi cao quá nó bị đó. Thì đó, mũi. Trời ơi. Xem đi giờ. Cái cuối. Đánh góc, ăn hey. Quyền nè. Trời ơi, gán lên còn một cái nữa. À. Chết rồi, đợi em chết. Đợi em chết. Còn 1 lần nữa. 7 6 2 1 giờ. Trong lần này, cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm, rất tiếc. Và hiện nay, tỷ số đang dẫn hơn, đó chính là các bạn của đội lãnh thưởng với 20 điểm. Và đội lãnh cung, đúng như cái tên của mình, lạnh lẽo lắm quý vị ạ. Vẫn chưa ghi được điểm của mình. Mời quý vị cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.
Thưa quý vị, sau khi luyện được môn tuyệt kỹ võ công đá cầu bổng Pháp thì hôm nay tiếp tục chúng tôi xin mời cả hai đội bước vào vòng 2. Trò này của chúng ta như sau: hai đội của chúng ta sẽ cử ra hai thành viên đứng ở hai cái vị trí và xuất phát. Chúng ta sẽ cố gắng trồng nhiều pha bơi vào người. Lưu ý nha, phải trồng vào trong người chứ không có được trồng vô tay. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển như hình của một con vịt. Chúng ta di chuyển qua dích dắt, xong chúng ta tháo từng cái phao trong người của ta đặt vô cái cây này. Chúng tôi xin mời mỗi đội cử ra mỗi một lượt thi một người. Để đi trước, để trước tí hả? Xin mời Cao Xuân Tài, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi giờ. Tài ơi, Tài ơi. Bước vô, đúng rồi. Nhanh lên anh ơi. Nhanh lên Tài nhiều vô. Tài ơi, nữa đi, Tài nữa đi anh ơi. Chồng vô người, chồng xin chắc, đúng rồi. Rồi vô, nhanh lên. Nhanh lên. Đưa hai cái vô lượt luôn Tài ơi. Tài gặp 2 cái luôn anh ơi. Rồi, về lại. Hay quá Tài ơi. Bước vô luôn. Rồi. Nhảy vô trong đó luôn. Cái trụ hả? Em ra đi, em nhỏ, em ra làm cái trụ đi. Đó, cái nhánh. Bị tới mình ra đi Ngọc. Thế mấy kia còn được cái nữa. Đi một cái luôn, hai cái luôn. Đi lại, đi xích sắc. Rồi, về luôn. Chồng vô mấy cái luôn. Đi xích sắc. Chồng vô đầu. Chồng thêm một cái nữa luôn anh. Lấy luôn. Đúng rồi. Đi chồng. Ok. Đi. Trời ơi, vừa hả? Vừa không? Trời ơi, để em phụ đội em anh ơi, đâu có tuột xuống được nè anh ơi. Chín, 8, 7, 6, 2, 1, hết giờ. Hay quá, đi ra đây coi, dẫn đi ra, đi thời trang nè, đi thời trang. Bây giờ chúng ta sẽ đếm số 3 của hai đội. 3, 1, hay là 4, 2, đếm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái này bị xì dài. Không có đâu. Cái này bị xì sẵn anh. Nó bị xì sẵn nè, nó mềm sẵn. 11, 12, bao nhiêu rồi? 12, 13, 13, 14, 15, 16 cái. 17 cái. Hồi nãy là đi sai dứt chắc nên bị chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 14, 15, 16. Bên đây là 17 đúng không? Đúng quý vị, như vậy là trên lệch 1 cao. Rồi của Cao Xuân Tài. Rồi lãnh thưởng được cộng 20 điểm nữa. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là lúc mà hai mỹ nữ sẽ tìm đường đến trái tim của chàng hoàng tử thông qua phần thi này. Mời hai mỹ nữ ra đây. Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngọc ơi, cố lên. Hai rồi, cái rồi, không rồi, chạy. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Dắt đúng rồi. Cầm thêm hai cái cho người. Rồi, ok. Rồi, ơi, bằng Ngọc kìa. Rồi, được rồi, Ngọc. Đi được rồi. Hay đi chợ hả? Nhanh lên, đúng rồi. Rồi, ok, dòng đi luôn. Sao nó dướng quá vậy ta? Rồi, nhảy vô. Rồi, xách ngay lên kia luôn. Rồi. Rồi, tiếp luôn Ngọc ơi. Em đâu rồi? Chồng đúng rồi. Đúng rồi. Đi nhanh lên Ngọc. Trời ơi. Nhanh lên Ngọc ơi. Lấy được. Trời ơi, người ta hết màu rồi kìa. Ủa gì kỳ vậy, lẻ vậy? Ủa? Sao mà tróa Ngọc ơi. Từ từ anh ơi, từ hiểu không? Hết giờ. Đèn đỏ nè, Không phải, nơi này có mang giấy tờ. Không, kiểm tra giấy tờ, không mang cho mày kiểm tra giấy tờ. Em đâu có giấy dược. 6. Trời ơi, thổi nồng độ cồn em nữa. 7. Không, tới 2 vòng rồi. 8 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Và như vậy, đội đã giành được chiến thắng, lấy được cho mình số điểm danh dự trong phần thi vừa rồi. Đó chính là 20 điểm quý giá. Xin được chúc mừng đội Lãnh Cô. Thưa quý vị, để xem coi đội nào sẽ giành được chiến thắng chung cuộc, mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Thưa quý vị, thật là một điều thú vị khi hai đội của chúng ta đều rất nỗ lực trong hai phần thi vừa rồi. Và Nguyễn Khang tin chắc là những câu hỏi về trí tuệ không làm khó cả hai đội chơi. Để thể hiện phần thử thách này, các bạn xin lưu ý, chúng ta có 5 chiếc thùng cho mỗi đội. Sẽ bắt đầu ở vị trí đầu tiên.
Và khi mà chúng ta muốn trả lời câu hỏi, các bạn sẽ đưa tay vào bên trong, lấy ra một cái thẻ cơ hội. Có cái thẻ cơ hội này, chúng tôi sẽ đọc câu hỏi, trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm và bước lên một bước. Trả lời sai sẽ bước lùi vào một bước, nhưng không có trừ điểm. Và sau khi kết thúc 10 câu hỏi, đội nào đang đứng ở ô nào sẽ được cộng số điểm đó vào trong tổng điểm của mình. Hai người chơi còn lại sẽ có một nhiệm vụ, đó là quân sư hoặc mo sẽ chỉ bài cho bạn của mình. Nhưng đáp án của bạn mình phải là đáp án cuối cùng. Và lưu ý phải trả lời trước khi nghe cái tinh hết giờ. Okay. Và bây giờ xin mời hai người đội chơi cử hai thành viên thông thái. Anh chơi nha, anh bước chơi ra đây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem đằng sau trong mỗi chiếc hộp là điều gì bí mật. Sàn 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 sàn. Rất là ngon nha quý vị. Bồ lon con tán nè. Nó đang bò lúc nhúc nha. Thứ hai. Nó đang nhảy tưng 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 nha quý vị. Thứ ba. Nó đang cạp 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 nha quý vị. Thứ tư. Trời đất ơi, chị biên tập. Chị biên tập ngồi ở chỗ. Nó đang nằm yên không nói gì hết hả? Biên tập ngồi ở chỗ. Chị biên tập ngồi ở chỗ nha anh Cường. Nó đang bò lăn nha quý vị. Đó. Và bây giờ là ô số 6. Ốc bu nè, bu nhồi thịt. Tiếp tục. Ốc bu. Sao đẹp không anh? Nó đang nhảy. Càng ghẻ. Con này khác nè quý vị. Càng ghẻ càng ghẻ. Nó đang trường 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 nha. Anh đừng có nói anh tại sợ. Thôi em bịt tai đây. Nó đang bò lúc nhúc nha quý vị. Gạo lứt nha. Không có gì hết. Không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của các bạn. Rồi đi trước rồi. Xin mời Cường. Bồ luôn. Đúng rồi, kéo luôn, nhấc luôn. Rồi, câu số 1 dành cho Cường như sau. Loài vật nào dùng lưỡi làm sạch tay của mình hết? Mèo, đúng không? Loài vật nào dùng lưỡi làm sạch tay của mình bạn còn 7 giây? Đâu, mèo là liếm tay, tay hay tay anh? Mèo liếm chân, có mèo liếm chân. Bò lưỡi nó dài đúng lắm. Rồi, có mèo liếm chân. Hết giờ, đáp án bò, đó là đáp án chưa chính xác, đó là hươu cao cổ. Cái xin mời Tài. Tài ơi, em Tài ơi, kem kem á. Rồi, rồi. Tài ơi. Đàn ông. Oh my god. Đàn ông duy nhất nè. Đàn ông thật thêm. Nó nằm ở trên hết. Rồi. Đó, thấy chưa? Rồi, mời bạn lấy ra. Câu hỏi dành cho Tài như sau. Ngọc trai được tìm thấy bên trong vỏ của loài động vật nào hết? Vỏ của nào? Con trai, đúng không? Bên trong vỏ bên của trong con trai. Có đừng mẹo nha. Con trai, anh trả lời con cho trai. Con trai, đó là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Một câu hỏi thật là trí tệ. Và như vậy bạn được cộng 10 điểm. Xin mời bạn. Anh Tài ơi. Ô, hết cái kia. Đấy, đúng rồi, lên. Rồi, câu hỏi dành cho bạn như sau. Dụng cụ ăn uống truyền thống của người Trung Quốc là gì? Dụng cụ ăn uống đũa, truyền thống của người đũa. Trung Quốc là gì? Đũa. Phải không? Đũa. Đó, Trung Quốc cũng gần với mình. Đũa, chắc đũa. Đũa. Đáp án của bạn là đũa. Và thưa quý vị, đũa là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đũa là một đáp án chính xác. Xin mời, con xin Tài. Kệ nó, kệ mấy con nó đi, mấy con nó. Mấy con nó nấu hủ tiếu thôi, kệ nó. Rồi. Câu hỏi dành cho ca sĩ Tài như sau. Trong những trận đấu bò, các tay đấu bò thường dùng dụng cụ gì để chiến đấu? Cờ. Cờ đúng không? Miếng vải đỏ hả? Miếng vải đỏ. Miếng vải đỏ. Miếng vải đỏ. Miếng vải đỏ. Đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Chỉ đề quá Tài ơi, giỏi quá. Ngay cái miệng nó luôn á, thọt cái tay vô miệng nó. Cái gì? Thằng xuống. Không sao. Rồi đó. Rồi, câu hỏi dành cho bạn như sau. Nghề nghiệp của Doraemon là gì hết? Để sao mình hỏi không có nghề gì á, không có nghề gì hết. Cô giáo. Người mấy? Cô giáo. Doraemon thôi, cái giáo nghề gì đâu. 3, 2, 1, hết giờ. Đó là... Ở không? Thưa quý vị, đó là đáp án chưa chính xác. Nghề nghiệp của Doraemon đó là trông trẻ hay còn gọi là trông giữ Nobita. Ủa đâu có đâu, không có nhiệm vụ đó đâu. Vú nuôi. Không có nhiệm vụ đâu. Gỗ lên con nè. Anh ra bên nào bên. Ừ, cãi nó. Rồi đúng ngay đó luôn, ngay đó luôn. Cãi đúng rồi. Cãi đúng rồi. Mình sợ nó gì đó. Rồi bóc lên. Câu hỏi dành cho Tài như sau. Khi ngăn bàn của Nobita không được đóng lại thì cổ mấy thời gian sẽ như thế nào? Hết. Sẽ trôi đi mất. Sẽ trôi đi. Đó là một đáp án chính xác. Giỏi anh Tài. Ủa mình bị lùi tiếp rồi hả? Lên.
sao, không sao. Câu hỏi dành cho Cường như sau. Tùng khen Sơn, cậu giỏi thật, được lên báo, lại còn có cả ảnh. Nhưng tại sao Sơn chẳng vui chút nào? Tùng khen Sơn, cậu giỏi thật, được lên báo mà còn có cả ảnh. Tại sao mà Sơn không vui? Lệnh truy nã. Truy nã. Chính xác, đó là một đáp án chính xác. Và xin mời bạn bước lên một bước. Mời bạn. Anh Tài ơi, con này hai hộp. Con này mình ăn cháo hoài nó anh Tài. Nó nhảy dữ lắm nha. Tài. Nó nhảy đó. Tại nó, mình ăn cháo, mình ăn cháo hoài à, đừng có sợ nó. Ăn chung với cháo. Nào? Ở trong á. À, đây, móc rồi. Hay quá. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Khi bạn gặp tên cướp yêu cầu đứng yên bất động, tốt nhất bạn nên động cái gì? Khi gặp tên cướp yêu cầu đứng yên bất động, bạn phải động cái gì? Động não. Động não. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Mình động não được rồi. Đúng rồi, gạt ra. Không sợ. Đi ra. Rồi. Ở dưới luôn anh ơi. Khó thạch tay xuống dưới. Anh Cường anh gây lộn với con gì vậy? Rồi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Mùa gì thăm thẳm trời xanh, theo mây thoáng nhẹ dẫn quanh cúc vàng. Mùa thu. Mùa thu, đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng với lại một bước. Mời bạn cố lên. Sao đi chuồng bò đổ chồng. Sao đi chuồng bò chồng sát gốc đi. Sát gốc qua gốc đúng rồi. Cơm ướt rồi đó. Đó, cơm ướt rồi. Bóng cái hai phiếu cho là hai câu luôn. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Hai câu hát này là của bài hát nào? Những đôi giày cao gót chắc còn làm đâu em, và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau chiêu, em hết. Chiêu, chiêu, cái gì chiêu á, cái gì của đen bao. Bài này chiêu phết đúng không? Đó, bài này chiêu phết, đúng. Bài này chiêu phết, chốt. Chiêu phết, đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Trời ơi, Tài giỏi quá ơi, giỏi quá Tài ơi, trời đất ơi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Cao Xuân Tài đã thay mặt cho đội đã giành được chiến thắng. Xin mời ba thành viên cùng bước lên một chinh phục đỉnh cao. Hay quá, vinh danh này. anh ủa sao vậy trời đất ơi. Nhưng mà bầu lên dưới, bầu lên dưới. Xin được chúc mừng các bạn. Ôi trời ơi. Các bạn xin nhận được giải thưởng trị giá là 12 triệu đồng của chương trình. Và xin mời đội áo quân bước ra đây. Thưa quý vị, đây là phần thưởng dành cho những học sinh giỏi nha quý vị. Dạ, các bạn ấy sẽ nhận được 12 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Yeah. Và quý vị áo quân sẽ nhận được giải thưởng là 9 triệu đồng của chương trình. Các bạn cũng đã chơi rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên bên đây đi nhanh quá. Một cái lên luôn là chinh phục đỉnh cao. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình và đừng quên theo dõi vào lúc 19h15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Màn thực hiện. Cảm ơn hai đội chơi rất nhiều. Xin chào và gặp lại lần sau trong chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Không đồng ý. Ủa alo. Bên kia nhấn chuông rồi. Bên em có vẻ không có hài lòng lắm đúng không? Không, dùng cái từ đẹp hơn là không được. Em không đồng ý. Tay lên đây. Anh ơi. Đừng. Anh Điền Mập đã không hài lòng từ lúc mà anh nói là những người chưa có gia đình. Đúng. Trong khi chị đã có con rồi. Hay là sao? Hay là anh đang nguyền cho em với lại người ấy chia tay nhau để không, em không được đồng hơn. Tôi đã lộn chút cái gì. Ai cũng chưa có gia đình, riêng bà Mập là đã có hai con rồi nha quý vị. Con gì? Con thôi. Một con. Điền Mập đã có một con rồi quý vị. Không có nằm trong danh sách của chương trình gieo duyên nữa. Vô chương trình này là em độc thân nha.